Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội khóa 15 làm việc ngày cuối cùng của kỳ họp thứ tư. Quốc hội đã thông qua nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp với đa số đại biểu tán thành. Nghị quyết nêu rõ, kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Đáng chú ý là trong trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu, thì Quốc hội họp bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn. Góp ý cho dự án luật đấu thầu sửa đổi diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hội trường. Một số đại biểu bày tỏ tâm huyết là cần có chương riêng về đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị y tế, bổ sung tiêu chí bác sĩ điều trị đánh giá chất lượng, hiệu quả của thuốc và nhất là đừng có nhìn ai cũng như tội phạm. Về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trong trường hợp đặc biệt, một số đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Các đại biểu cũng đề nghị quy định nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để yêu cầu đối với các gói thầu được áp dụng lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, đặc thù và khẩn cấp, cấp bách, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả. Để đảm bảo cho công tác đấu thầu được công khai, minh bạch, đạt hiệu quả, tránh sai sót, vi phạm không đáng có đã xảy ra, nhưng vẫn đảm bảo được thuốc, hóa chất, trang thiết bị dùng cho người bệnh. Do đó, tôi nhận thấy cần thiết bổ sung vào dự thảo luật đấu thầu, bổ sung quy định riêng về đấu thầu cho ngành y tế, cụ thể một số nội dung như mua sắm thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, hóa chất sinh phẩm. Cần có quy định chi tiết, hình thức chỉ định thầu, xử lý chỉ định thầu rút gọn và các đối với lệ các hành vi cấm trong đấu thầu. Đồng tình với quan điểm của đại biểu Trần Khánh Thu, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị y tế thì cần chương riêng. Đại biểu kiến nghị cần xem xét lại các phương thức để có thuốc cho người bệnh, có cách giải quyết đặc biệt khi có đấu thầu không thành công. Quy định về chọn giá kế hoạch thì chúng ta phải rõ ràng ở trong thầu, phải căn cứ theo thị trường thực tế, chứ không thể căn cứ vào giá trúng thầu của năm trước để làm giá kế hoạch của năm sau. Và như vậy dẫn đến là cái giá nó sẽ cứ càng ngày càng thấp và không bảo đảm được chất lượng. Đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung việc bác sĩ điều trị đánh giá chất lượng thuốc ra sao, chịu trách nhiệm công khai minh bạch. Đây là việc có phần cảm tính, bởi nếu sau này có vấn đề, cơ quan điều tra sẽ đặt câu hỏi tại sao lại chọn thuốc này, lại không chọn thuốc kia. Và đại biểu nêu quan điểm, đừng có nhìn ai cũng như tội phạm. Và một câu hỏi đặt ra, có quốc gia nào trên thế giới mà đấu thầu khốn khổ như chúng ta hay không? Nếu như bệnh viện được tự chủ về tài chính của mình, được quyền quyết định mua thuốc nào miễn làm sao nó đáp ứng được yêu cầu điều trị của người dân. Nếu như chúng ta sợ người ta tiêu cực, sợ người ta ăn cắp, thì chúng ta hãy làm thí điểm. Ngay bản thân tôi, khi tôi đi giám sát đấu thầu, tôi cũng được học về vấn đề này. Và tôi là trong một khoảng thời gian thì tôi trực tiếp phụ trách lĩnh vực. Nhưng mà đôi khi tôi cũng phải rất là hoảng hốt trước những cái chiêu thức. Chứ đừng nói gì là những hội đoàn mà không có chuyên môn trong vấn đề này. Theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern hiện đang có chuyến thăm chính thức nước ta từ nay tới ngày 17 tháng 11. Trong phiên đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand diễn ra sáng nay, do Đại sứ quán New Zealand và Bộ Công Thương đồng tổ chức, hai bên đặt kỳ vọng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-New Zealand sẽ đạt ngưỡng 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Việt Nam hiện là đối tác lớn thứ 16 của New Zealand. Mối quan hệ hợp tác chiến lược thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở hợp tác toàn diện trong nhiều năm qua, với những thành tựu ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật có thương mại kinh tế, nông nghiệp và giáo dục. Một thông tin tốt đẹp là kim ngạch thương mại song phương của hai nước đã tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Kết quả này là minh chứng cho lợi ích của các hiệp định thương mại tự do giữa New Zealand và khối ASEAN trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nông nghiệp và giáo dục. Mục tiêu của phiên đối thoại ngày hôm nay là chúng ta cùng nhau xác định được những lĩnh vực hợp tác phát triển mới cho cả hai quốc gia. Tính đến tháng 10 năm 2022, New Zealand có 49 dự án đầu tư với tổng số vốn 210,18 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 39 trên 139 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 11 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng số vốn đăng ký 38,4 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp New Zealand có thể nghiên cứu hợp tác đầu tư vào lĩnh vực mà Việt Nam có ưu tiên và thu hút như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn,
và công nghệ bảo quản sau thu hoạch và những chế biến nông sản, thủy sản. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đại diện khối các doanh nghiệp của New Zealand và Việt Nam cùng bày tỏ mong muốn hợp tác khai thác mang tính bổ sung giữa thị trường hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, dệt may, thực phẩm và đồ uống. Với tổng dân số hơn 90 triệu dân như hiện nay, Việt Nam được coi là một trong 39 nhà sản xuất nông sản và gia công công nghiệp lớn nhất tại khu vực châu Á. Đối chiếu với cơ cấu thị trường thương mại thế giới hiện nay, Việt Nam giờ đây là một phần quan trọng trong chuỗi giá trị của khu vực và toàn cầu. Việt Nam cũng chính là một minh chứng về sự tăng trưởng ổn định và bền vững trong bối cảnh có quá nhiều khủng hoảng như hiện nay. Mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-New Zealand sẽ gắn kết nhiều hơn nữa thông qua các hiệp định thương mại tự do nội khối. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-New Zealand tăng đều qua các năm, từ 300 triệu đô la Mỹ năm 2009 tới 750 triệu đô la Mỹ trong năm 2013, tốc độ tăng bình quân khoảng 20% một năm. Năm 2021 đạt xấp xỉ 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với năm 2020. 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Với đà tăng trưởng này, cùng sự cam kết hợp tác giữa hai quốc gia, dự kiến tới năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-New Zealand sẽ đạt mức 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước được dự đoán sẽ ở mức tăng trưởng cao nhất. Chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị, chiều tối ngày hôm qua ngày 14 tháng 11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết là lực lượng chức năng tỉnh này đã tổ chức tiêu hủy hơn 1.500 con gia cầm tại hai ổ dịch cúm AH5N1 lớn ở xã Eakali, huyện Krông Park. Ổ dịch cúm AH5N1 đầu tiên được ghi nhận tại gia đình ông Nguyễn Nhu Lực với số gia cầm mắc bệnh gần 800 con. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một ổ dịch cúm AH5N1 trên đàn gia cầm tại gia đình ông Ngô Đức Tình với 750 con bị bệnh. Sau khi có kết quả gia cầm dương tính với virus cúm AH5N1, trạm chăn nuôi và thú y xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị bệnh, thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, hố tiêu hủy và khu vực xung quanh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk đã cấp 36 lít hóa chất để địa phương triển khai việc tiêu độc khử trùng khu vực chuồng nuôi trên địa bàn xã Eakali, tập trung khoanh vùng dập dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng và nguy cơ lây sang người. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường PC05 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm đối với một công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến rau củ quả có trụ sở tại phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 9 tháng 11, phòng PC05 phối hợp với công an quận 8 đã kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở nêu trên và phát hiện ra tại hai kho lạnh của cơ sở này đang lưu chứa hơn 11,7 tấn rau củ đóng gói trong các bao bì có nhãn hiệu tiếng nước ngoài. Đáng nói là tất cả hàng hóa này đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không có hóa đơn chứng minh được nguồn gốc. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận số rau củ ngoại nhập nêu trên được mua trôi nổi ở trên thị trường nên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến rau củ quả về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm và lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật là rau củ nêu trên để xử lý.